gần một nửa người Mỹ mong muốn ông Trump tái tranh cử năm 2024. Mới đây, một cuộc thăm dò được thực hiện bởi sự phối hợp giữa tờ The Hill và Harris Research Service đã cho thấy khoảng một nửa người dân Mỹ ủng hộ ý tưởng Tổng thống đương nhiệm Donald Trump sẽ tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Và trên thực tế, ông Trump cũng đang lên kế hoạch cho việc này. Tờ The Hill cho biết, quan điểm này chủ yếu được những người thuộc phe Đảng Cộng Hòa ủng hộ, với 75% số người được hỏi. Trong số những người tham gia khảo sát thuộc phe Đảng Dân Chủ, thì có 24% ủng hộ ý tưởng này. Trong khi đó, theo kết quả của một cuộc thăm dò khác do Harris Research Service thực hiện, có khoảng 58% người dân Mỹ tin rằng đã đến lúc Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump phải thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống. Gần 2/3 tổng số người tham gia nghiên cứu tin tưởng rằng cuộc bỏ phiếu diễn ra công bằng và ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden đã thắng cử. Tuy nhiên, quan điểm này chủ yếu được những người thuộc phe Đảng Dân Chủ ủng hộ. Trong số những người được hỏi ủng hộ Đảng Cộng Hòa, có 2/3 không coi cuộc bầu cử vừa qua là công bằng, trong khi 70% tin rằng ông Trump không nên thừa nhận thất bại. Ngoài ra, gần 30% số người tham gia khảo sát cũng cho thấy, khi quyết định bỏ phiếu cho ai trong cuộc bầu cử, họ chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến cuộc chiến chống đại dịch, 26% về khía cạnh kinh tế và 14% về tính cách của các ứng viên. Cuộc thăm dò trên được tiến hành từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 và có sự tham gia của 2.205 cử tri đăng ký. Trong số này, 44% đã bỏ phiếu qua đường bưu điện, 29% đến các điểm bỏ phiếu trước thời hạn và 27% bỏ phiếu vào ngày bầu cử. Theo hiến pháp của Mỹ, một tổng thống không thể làm việc quá 2 nhiệm kỳ. Tuy nhiên, không có điều khoản nào trong hiến pháp ngăn cả một tổng thống làm việc các nhiệm kỳ không liên tiếp. Cựu tổng thống Grover Cleveland từng làm việc 2 nhiệm kỳ không liên tiếp khi ông là tổng thống thứ 22 năm 1885 đến năm 1889 và tổng thống thứ 24 năm 1893 đến năm 1897 của Mỹ. Trước đó, trong một động thái có thể báo hiệu kế hoạch tái tranh cử vào năm 2024, Tổng thống Donald Trump đã chứng thực Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa Ronna McDaniel ở lại vị trí của bà. Tổng thống Trump viết trên Twitter hôm ngày 11 tháng 11, "Tôi vui mừng thông báo, tôi hoàn toàn ủng hộ và xác nhận để bà Ronna McDaniel tiếp tục lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa. Với 72 triệu phiếu bầu, chúng tôi đã nhận được nhiều phiếu bầu hơn bất kỳ tổng thống đương nhiệm nào trong lịch sử Mỹ, và chúng tôi sẽ chiến thắng." Theo các nguồn tin, ông Trump đã thông báo cho các đồng minh của mình rằng ông có thể sẽ công bố kế hoạch tái tranh cử Tổng thống năm 2024 vào cuối năm nay. Politico cho rằng, sự ủng hộ của ông Donald Trump đối với bà Daniel cho thấy ông muốn đóng vai trò trung tâm trong nền chính trị của Đảng Cộng Hòa, ngay cả khi ông đã mãn nhiệm. Nếu kịch bản này xảy ra, công chúng Mỹ sẽ một lần nữa đứng trước lựa chọn giữa hai ông Trump và ông Biden. Ông Trump cũng có thể tìm ra những cách kiếm tiền khác, như nhận lời mời diễn thuyết cho các doanh nghiệp, viết tự truyện hoặc xuất hiện trên chương trình truyền hình là những lựa chọn ông Trump có thể xem xét. Một số cá nhân từng thảo luận kế hoạch hậu Nhà Trắng với đương kim Tổng thống thì cho biết ông Trump sẽ lập tức quay lại xử lý công việc kinh doanh mà doanh thu đang lao dốc. Gần đây, xuất hiện những thông tin về khả năng ông Trump thành lập một công ty truyền thông của riêng mình. Tuy nhiên, theo các trợ lý của ông Trump, kịch bản này ít khả năng khả thi nhất, bởi thành lập công ty truyền thông là công việc đầy gian nan, nhưng không đảm bảo chắc chắn thu lại kết quả thuận lợi. Ông Trump sẽ tìm cách duy trì ảnh hưởng về chính trị và truyền thông. Ông ấy có mọi thứ cần thiết hiện tại và sẽ có nhiều mối quan hệ mới. Christopher Rudy, một người bạn lâu năm với Tổng thống Trump cho biết, bất kể lựa chọn hướng đi nào, ông Trump cũng lên kế hoạch trả thù những người bị coi là phản bội vị Tổng thống, trong đó có hãng truyền thông Fox News. Sau cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên với ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden, ông Trump đã bất mãn với người điều hành cuộc tranh luận, nhà báo Chris Wallace của Fox. Hãng thông tấn với quan điểm bảo thủ này cũng là một trong những hãng tin lớn đầu tiên tuyên bố ông Biden chiến thắng ở Arizona. Quyết định bị phe Cộng hòa phản đối dữ dội. Ông ấy thực sự giận dữ với Fox, Christopher Rudy, CEO của kênh truyền thông bảo thủ Newsmark cho biết. Sau lễ tuyên thệ của ông Joe Biden, ông Trump nhiều khả năng sẽ quay trở lại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida. Một trợ lý tiết lộ, ông Trump muốn nhanh chóng công bố kế hoạch tái tranh cử để ngăn chặn sự trỗi dậy của các ứng viên khác trong Đảng Cộng Hòa. Những người có thể là đối thủ tiềm năng của ông bao gồm 3 quan chức dưới quyền, đó là Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo và cựu đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Tuy nhiên, một số cố vấn khác cảnh báo, với một người có tính khí thất thường, cách nhìn nhận vấn đề của ông Trump thường xuyên thay đổi, và tới nay ông chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Dù có thực sự tái tranh cử hay không, ông Trump nhiều khả năng tìm cách thống trị ảnh hưởng bên trong Đảng Cộng hòa những năm tới. Một cựu cố vấn của ông Trump nói, Tổng thống tin rằng với lực lượng cử tri ủng hộ khổng lồ, bất cứ chính trị gia Cộng hòa nào muốn vươn lên cũng sẽ cần nghe theo lệnh của ông. Twitter là một trong những vũ khí lợi hại nhất. Ông ấy sẽ mang theo nó sau khi rời Nhà Trắng. Ông ấy có khả năng chi phối bầu cử sơ bộ, cũng như ảnh hưởng tới thỏa thuận giữa hai phe tại Quốc hội. Brandon Buck, chiến lược gia của Đảng Cộng hòa nói, Tổng thống Trump cũng cho thấy ông muốn duy trì hoạt động chính trị và nắm quyền kiểm soát bộ máy Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, ông Trump không có ý định trở thành Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa. Trong những chia sẻ tweet gần đây, ông Trump thể hiện sự ủng hộ với một đồng minh là bà Ronna McDaniel để nữ chính trị gia tiếp tục nắm giữ vị trí nói trên. Ông ấy sẽ tiếp tục là người đứng đầu Đảng Cộng hòa, dù có chức danh chính thức hay không, một trợ lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cho biết. Hiện tại, dù đã chấp nhận chuyển giao quyền lực, nhưng đội ngũ pháp lý của ông Trump vẫn đang nỗ lực làm cho kết quả bầu cử không hợp lệ, bằng cách cáo buộc rằng đã xảy ra sự gian lận phiếu bầu trên diện rộng. Ý định của Tổng thống Donald Trump là đặt người dân Mỹ, nhất là những người ủng hộ ông vào thế, chỉ có thể tin vào hai khả năng. Hoặc là ông Trump đã chiến thắng vang dội vào năm nay, hoặc cuộc bầu cử đã bị Đảng Dân Chủ đánh cắp để triệt hạ ông. Với cách không chấp nhận kết quả bầu cử đến cuối cùng, ông Trump không chỉ gây tổn hại đến uy tín của ông Joe Biden, mà còn cả tương lai của nước Mỹ, theo CNN. Ngày 20 tháng 1, nhiều khả năng ông Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức, dù ông Trump có chấp nhận hay không, nhưng lịch sử có thể sẽ chép rằng ông Biden là một trong những Tổng thống Mỹ đắc cử gây tranh cãi nhất. Đa số người Mỹ tin rằng ông Joe Biden thực sự chiến thắng, rằng cuộc bầu cử năm nay an toàn không có dấu hiệu bị can thiệp. Nhưng không thể phủ nhận rằng ông Trump nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ lá phiếu bầu của cử tri và các đảng viên Đảng Cộng hòa. Thống kê đăng tải trên Reuters gần đây cho thấy hơn một nửa đảng viên Đảng Cộng hòa tin tưởng rằng ông Biden thắng do gian lận. Có tới 52% thành viên Cộng hòa tham gia khảo sát khẳng định Tổng thống Mỹ đã thắng chính đáng, trong khi con số này dành cho ứng viên Dân Chủ chỉ chiếm 29%. Ông Trump cũng là ứng viên thứ hai trong lịch sử Mỹ, sau ông Biden, giành được hơn 70 triệu phiếu bầu. Đa số những người ủng hộ ông Trump đều tin rằng có gian lận trong cuộc bầu cử năm nay. CNN bày tỏ lo ngại, có một bộ phận không nhỏ người Mỹ vẫn tin rằng ông Joe Biden lên nắm quyền theo cách không chính thống. CNN nói, ông Biden đã sai khi không công khai thách thức những tuyên bố của ông Trump, không khởi kiện chính quyền của ông Trump. Bản tin của kênh tin tức 24 giờ online đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!